Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay bên em lại mới cập đến một cặp loa high-end cao cấp đến từ thương hiệu Foco, có model là Soprano 2. Đây là một trong những cái thương hiệu loa hàng đầu của Pháp và cũng như trên toàn thế giới. Loa Foco thì có rất nhiều các model khác nhau, và cái model Soprano 2 này là một trong những cái series được đông đảo các audiophile chuộng về hình thức cũng như về chất âm, và cơ bản là cái giá vô cùng hợp lý. Đôi loa Foco Soprano 2 này giá list hiện tại là đang là 435 triệu, và bên em chỉ có giá hàng demo chỉ có giá bằng 50% với cái giá list thôi. Đó, giá vô cùng hợp lý ở cái thời điểm hiện tại. Và bây giờ em sẽ đọc qua về cái phần thông số của cặp loa này gửi tới quý vị và các bạn, sau đó em sẽ đưa máy quay chi tiết để các bác cùng trải nghiệm nhá. Cặp loa Foco Soprano 2 này với trở kháng 8 ohm và độ nhạy lên tới 91 decibel, và công suất của cặp loa này có thể các bác dùng một chiếc âm ly từ 40W cũng có thể đánh được cặp loa này rồi, và công suất max của mỗi chiếc loa lên tới 300W. Đó. Kích thước của cặp loa này thì chiều cao là 1m19 và chiều sâu đó là 35,8 cm và chiều ngang nó là 54 cm. Đó. Mỗi một chiếc loa nặng tới 55 kg. Đó, đấy là cái thông số cơ bản của cặp loa này, và để các bác cùng trải nghiệm và cũng như cùng tham khảo để các bác kê kích ở cái vị trí không gian nhà mình. Và bây giờ xin mời các bác cùng em trải nghiệm thực tế nhất và cận cảnh nhất cặp loa này, xem nó ở mức độ nào và những cái mức độ hoàn thiện của cặp loa này nhá. Vâng, em sẽ đưa máy lại sát lại gần để các bác cùng trải nghiệm đây. Đó. Phía trên của cặp loa này thì là một cái tấm kính cường lực đây. Đó, tấm kính cường lực rất là bóng. Và cái loa Foco Soprano 2 này nó có tất cả là tổng cộng là 5 màu các bác nhá. Tổng cộng là 5 màu. Màu này nó là màu sồi đen. Đó, trên thông số nó là sồi đen. Đó. Tất cả này đều chữ Foco, và bên trên có một cái tấm đá tấm đá cường lực. Đó. Và đây là cái phần e căng của lo mic thì luôn nó có cái dây để có thể mình kéo ra. Đó. Tất cả dòng này thì là đều sử dụng một cái nam châm hít này các bác nhỉ. Đó, cái đời cao cấp này sử dụng nam châm hít. Và đây là một cái lo mic với đường kính là 16 cm, và cái màng loa là màng V kép cao cấp và đan chéo từ một cái sợi thủy tinh đó trên cấu trúc của một miếng xốp. Đó, hôm nay thì đương nhiên sử dụng cái phần gân cao su rồi. Đó, đây là một cái loa mic, và đây made in Funk, và bên dưới đó là một loa chép Pre-Dium. Đó, cái loa chép này thì nó là một cái vật liệu rất là cứng và rất là nhẹ, nó tương đương, nó giống như nó chép Pre-Dium đây, nó tương đương như là một chiếc loa chép kim cương. Đó, Foco và tất cả đều dập sẵn trên đây. Đó, đây là em sẽ mở luôn này ra để các bác cùng vào trải nghiệm. Và cặp loa này sử dụng hai loa bass 18 cm. Tất cả là những cái màng loa V kép cao cấp này cũng đều đan chéo từ những cái sợi thủy tinh và trên một cái cấu trúc một cái miếng tấm xốp. Đó, vừa chắc chắn vừa rất là nhẹ. Đó, để và tất cả dòng này sử dụng gân cao su đây. Đó, và kiềng tròn. Và bên dưới đây rồi, nó là một cái logo Foco, và phần chân chén đây rất đầy đủ. Dưới là cũng sử dụng một cái tấm kính cường lực. Đó, và chân đây có thể các bác vặn xuống, mình sẽ ghim chặt vào đâu đó tùy theo cái không gian nhà mình. Đó, và các bác lưu ý là cặp loa Foco này thì từ giải giải mic, giải chép, giải bass thì người ta làm tách biệt hoàn toàn nhá. Đó, giống như cái dòng BMW ấy, người ta làm tách biệt hoàn toàn, giải chép là riêng một khớp nối đây. Đó, và giải mic một khớp nối riêng. Đó, và đây là cái phía đằng sau thì vỏ bóng, vỏ gỗ sồi bóng piano rất là mới.
Cái màu này thì rất là đẹp rồi. Đó, em sẽ quay cận cảnh để các bác cùng trải nghiệm nhá. Và đây, đây là cái tem, cái cầu loa của Foco. Foco chỉ làm mỗi hai cầu loa thôi. Đó. Soprano 2 Foco Edifang. Đó. Cặp loa này thì còn đầy đủ thùng hộp và cái giá thì em cũng đã chia sẻ với các bác rồi. Giá chỉ có 50% so với cái giá list đang niêm yết tại hãng thôi. Đây là một cái mức giá là theo em nghĩ là nó vô cùng là phù hợp. Đó. Cái thời buổi kinh tế khó khăn này thì anh em ta là những cái mặt hàng này thì luôn luôn có cái giá rất là hợp lý gửi tới các bác cùng chơi. Đó. Đây là những đường nét tinh tế của cặp loa này. Đó, và một lát nữa thì em sẽ kết nối và em sẽ test nhạc để các bác cùng trải nghiệm cặp loa này nhá. Đó, rất là đẹp. Nói chung những cặp loa này thì gần như không có một cái dấu hiệu xước sát gì cả. Các bác chỉ có việc chơi thôi. Hàng thì là hàng, em cam kết cho các bác là hàng zin xịn, hàng chính hãng nhá. Và bây giờ xin mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của đôi loa Foco Soprano 2 này nhá. Em xin chào các bác. Sao nước mắt có cả khi xa đời.
nghiệp đã. Lời nói trên môi ngày xưa có còn được nâng. Đêm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bừng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây. Chuyện mai sau xin gửi trên tay. Lời anh nói sẽ còn mãi. Chuyện mai sau.